Xin kính chào các quý anh chị, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ HBK Dòng sản phẩm Iris Cross là chiếc xe mà được thời gian gần đây những quý anh chị chúng ta đang rất quan tâm Ở trong phân khúc hạng B SUV Bởi chiếc xe này là một dòng sản phẩm mà cỡ nhỏ đi trong đô thị Nhưng mà lại có cái chỗ khoang ngồi rất là rộng rãi Tiết kiệm nhiên liệu với là, là 1.5 lít, cực kỳ là hợp lý Thế thì ngày hôm nay cũng, cũng cùng tiếp một khách hàng đang quan tâm đến dòng sản phẩm Iris Cross à, phiên bản 1.5 phiên bản máy xăng đây là màu xanh à, nóc đen có mức giá niêm yết là 662 triệu thế thì chúng ta cũng cùng đi về quyết xem là với mức giá ở thời điểm tại và lăn bánh của dòng sản phẩm Iris Cross như thế nào nhé với Iris Cross thì chúng ta sẽ có hai dòng sản phẩm là phiên bản máy xăng và phiên bản hybrid máy xăng có mức giá bán niêm yết là 650 triệu và phiên bản Hybrid sẽ là 765 triệu đồng. Cả hai phiên bản đối với chiếc xe Eric Cross sẽ có những cái màu như sau. Thứ nhất là màu thường sẽ là màu đen. Chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 650 triệu. Đối với phiên bản màu trắng ngọc chai sẽ cộng thêm 8 triệu đồng. Thì nghĩa là 658 triệu. Còn nếu quý anh chị chúng ta lấy hai màu nóc. Thí dụ như là màu trắng nóc đen màu xanh nóc đen như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình hoặc là màu cam nóc đen thì chúng ta sẽ có mức giá bán là 662 triệu, cao hơn 12 triệu so với giá niêm yết. Cả bản hybrid và bản xăng đều có mức giá tương tự như vậy. Và ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các quý anh chị, đó chính là tổng trị giá rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Thì ở đây đã bao gồm cho anh chị là dán phim cách nhiệt, trải sàn da, camera hành trình Đi kèm với đó thì khi mà các quý anh chị chúng ta lấy xe sẽ được bảo hành đối với dòng sản phẩm xe hybrid sẽ là bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Và tiện đây thì quý cũng sẽ tính luôn giá lăn bánh dành cho những quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Với những quý anh chị chúng ta đang ở Hà Nội thì mọi người cộng giúp quyết là tiền thuế trước bạ là 12%. Tuy nhiên đối với dòng sản phẩm Iris Cross hiện tại thì nhà nước đang thuê đang tính giá là 738 triệu đồng chứ không phải là tính theo giá niêm yết ở thời điểm tại là 650 triệu. Để Quýt có thể giải thích đến cho cho mọi người, đó chính là với dòng sản phẩm Iris e thì trước đây thì giá niêm yết của chiếc xe là 730 triệu đồng thì nhà nước có áp thuế đối với sản phẩm cao nhất là 738. Trong trường hợp mà Giá niêm yết có giảm giá không quá 20%, thì nhà nước vẫn thu theo như thuế như vậy. Và đây là thu thuế của nhà nước trên toàn quốc. Chính vì vậy, Quyết cũng sẽ tính cho mọi người mức giá thuế ở thời điểm hiện tại. Vậy thì làm bánh xong tại Hà Nội sẽ là 775 triệu đồng. Sau khi mà các quý anh chị chúng ta đã làm bánh xong, đã có bao gồm tặng cho mời các gói phụ kiện. Nếu làm bánh ở tỉnh sẽ là 741 triệu đồng và làm bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 700. 52 triệu mọi người nhé Nếu các quý anh chị mà chúng ta muốn cụ thể hơn về các mức giá khuyến mãi thì mọi người cứ inbox trực tiếp Quý cũng sẽ báo giá một cách cụ thể nhất dành cho những quý anh chị chúng ta đang quan tâm và thắc mắc đối với dòng sản phẩm xe Iris Cross phiên bản máy xăng thì phiên bản máy xăng thì chúng ta sẽ có một số các option mà ít hơn so với phiên bản hybrid ví dụ như chúng ta sẽ không có một cái bộ loa GPL đi theo xin lỗi mọi người không có bộ loa piano đi kèm với đó chúng ta sẽ không có cúp điện và cửa sổ trời. Còn đâu về các cái option cũng sẽ như nhau với cái màn hình đó chính là 10,1 inch. Đi kèm với đó là bộ màn hình đa thông tin là 7 inch có hộp số DCT phanh tay điện tử auto hold và kết nối Android Auto Apple CarPlay điều hòa tự động, điều hòa thông minh và gói an toàn Toyota Safety cực kỳ là cao cấp ở trên phiên bản Iris Cross phiên bản Hambridge thì có mức giá là 765 triệu đồng. Hiện tại thì nếu mà các quý anh chị chúng ta lăn bánh xong có sẽ tính luôn dành cho các quý anh chị ở Hà Nội. Với mức giá ở thời điểm hiện tại sẽ là 890 sau khi mà chúng ta cộng tất cả các chi phí thuế, biển đăng kiểm, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn nếu các quý anh chị mà chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ ít hơn một chút, đó chính là 800 55 triệu đồng mọi người nhé Và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 867 triệu dành cho tất cả các quý anh chị. Thì uh, mọi thắc mắc hay là mọi uh, chi tiết cụ thể thì mọi người cứ inbox trực tiếp với cũng sẽ báo giá một cách chi tiết dành cho tất cả các quý anh chị. Và đại lý cũng hỗ trợ trả góp lên tới là 8 năm uh, và với lãi suất rất là thấp 7,99 và bên em có thể cam kết cho vay là 85% đi kèm với cả 8 năm Thế nên là việc trả góp và hỗ trợ sẽ rất là tốt dành cho mọi người Với cái số tiền bỏ ra hàng tháng chỉ là khoảng 7,5 triệu là các quý anh chị chúng ta đã lấy xe được rồi Và thủ tục cũng sẽ rất là nhanh gọn Với các màu sắc Quyết có thể kể ở uh, nêu trên ở đầu video Thì Quyết cũng sẽ nói lại cho mọi người Đó là màu đen, màu trắng ngọc trai, màu trắng nóc đen, màu xanh nóc đen và màu cam nóc đen với năm màu có thể cho các quý anh chị chúng ta lựa chọn và nếu mọi người quan tâm đến màu nào, mọi người gọi điện hoặc gọi inbox trực tiếp qua số zalo bên em cũng sẽ gửi hình ảnh cụ thể và báo giá chi tiết nhất dành cho anh chị. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất có đưa vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng HEPICA sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất HEPICA, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng Gọi điện vào hotline ngay mọi người nha